Cathy Hà xin mến chào quý vị. Hôm nay Cathy làm một món bún cà ri mà cái này đặc biệt nha. Mình sẽ làm cà ri cá. Thường thường người Việt mình hay làm cà ri gà, nhưng mà Cathy đổi một tí xíu, mượn của Mã Lai. Cathy sẽ xài cá, salmon, xong rồi để tí xíu thơm, đặng cho nó ngọt ngọt, chua chua, cũng giống như là sả nè, tỏi nè, tí xíu tàu hũ, cà ri, xong rồi nước cốt dừa cũng giống như là xài nước dừa để mình làm cái nước. Và sẽ ăn với bún mắm ruốc khô của bên Mã Lai mình sẽ ăn. Và cái này đặc biệt là mình phải giống như làm cho nó khô khô lên, xong rồi mình giã nó ra. Cathy sẽ làm cho quý vị xem. Mình lấy cục như thế này ha, xong mình lấy cái gì mà mình giã giã ra, xong một hồi nữa đó, mình thấy đây, mình để vào trong nồi để mình nấu và nó tan ra, nó được đậm đà, mặn mặn và rất là thơm. Ok, tỏi xả cho thơm. Đó. Rồi bây giờ Cathy xài là nửa cái hộp này. Tại vì cái hộp này là nhỏ nhất. Ở trong đây có cà ri. Đó, cũng xào. Mình bớt lửa medium 2 chứ hồi nó khét. Đó. Vậy là gần 2 lon này đó. Mình để này trước đi. Cái mắm ruốc khô này này để vào. Ồ. Thì quậy đằng cho nó tan ra, cũng giống như là cho cái gia vị nó hòa lại với nhau. Thực ra không có ăn, để cho nó thơm trong nước lèo. Đó, như thế. Rồi, để đây. Nếu mà cá salmon quý vị thích để da thì là cứ để, còn nếu mà không muốn lấy da thì nói người ta lạng ra. Cathy sẽ cắt nó to to và để da đặng cho ăn bổ, nó có chất omega. Omega 3 trong đó. Xong. Để tí xíu nước cốt dừa thì là mình lắc lên một tí xíu. Nếu mà mình thích béo á thì mình để nguyên lon. Cathy thích vừa vừa thôi nên sẽ xài khoảng chừng nửa lon, khoảng một khớp thôi là vừa. Bây giờ mình thấy là sôi sôi như vậy đó. Mình thấy nè, là Cathy sẽ để vào. Thơm đã cắt rồi, mấy miếng thơm đây. Khoảng chừng một cốc nước cốt dừa nhé. Một nè. Khoảng chừng 4 muỗng này nè. Đó. Nghĩa là không có quá đặc. Ăn cho ăn không có được ngán. Đó, như thế này. Ok, để cho nước nó sôi nhé. Nó sôi lên á, mình để cá vào. Wow, 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 wow. Đó, thì có khoảng chừng một hao cá. Mình để vào. Và để luôn mấy miếng tàu hũ chiên có sẵn. Đó. Rồi. Giờ mình bớt lửa medium 2. Giờ mình vớt mấy miếng gì? Mấy miếng tàu hũ nè. Mình để là tàu hũ nè, thơm nè, cá nè. Hấp dẫn quá. Đó, mấy miếng cá này. Thì biết quý vị sẽ thế nào làm cái món này vào ngày rất là gần đây cho bạn bè hoặc là gia đình mình. Hẹn gặp kỳ sau nhé. Bye bye quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Yummy.